review phim Transformer Quái Thú mới vừa xem xong tức thì luôn. Bộ phim này nếu so với những Transformer khác thì sao? Vẫn là một bộ phim Transformer thôi, với một kịch bản không quá sâu sắc nhưng cũng khá là nhạt nhẽo. Có một số đoạn cố gắng làm deep nhưng mà không phát huy được tác dụng lắm. Logic vẫn là một cái điều gì đó rất là sang trọng đối với Transformer, không có rớ định tới sự logic nào hết. Nhìn chung thì phim vẫn là một combo giải trí mùa hè với những cái cảnh quay hình tráng, trận đấu cuối phim rất epic, âm nhạc rất bắt tai. Thì kỹ xảo của thời bây giờ thì với những cái năm về trước thì nó cũng không có khác biệt là mấy, chỉ là những cái phần biến hình nó đỡ nặng nề hơn, đỡ cồng kềnh hơn mà nhìn hơn nó mượt mà rất nhiều, đỡ tốn thời lượng biến hình trên màn ảnh. Bộ phim có một kịch bản rất đơn giản nhưng mà phim cứ cố tình kéo dài những cái đoạn đạo lý tình yêu tình cảm ra nhiều quá, mệt á. Lần này mình xem mình rất là mệt Optimus Prime luôn, tại nhân vật này nói nhiều quá, đạo lý nhiều quá nhưng mà đánh không có ra ôm gì hết trơn á. Bù lại thì Bumblebee vẫn là giữ highlight của bộ phim và mình rất là thích Mirage, nhân vật thay thế cho vị trí của Bumblebee trong các phim trước. Bumblebee thì lại thay thế cho Optimus Prime của phần này nên là Optimus Prime trở thành vai phụ mờ nhạt trong chính bộ phim của mình. Dàn linh thú rất là mạnh rồi và cái dàn phản diện của lần này cũng rất là mạnh chứ không phải là đánh chơi chơi như phần trước nữa. Câu chuyện thì cũng y vậy thôi, cứ một thế lực nào đó đến trái đất xong rồi mục đích gì đó muốn xâm chiếm trái đất, rồi binh đoàn Optimus sẽ cùng nhau kết hợp binh đoàn khác đánh lộn rồi sau đó sẽ hết phim mà thôi. Cũng không có nhiều để nói nhưng mà có một cái cải thiện rất là tốt là những nhân vật con người trong bộ phim lần này là có một nam một nữ, có vai trò rất rõ ràng chứ không chỉ là vô trường bò hay là dạo dạo chi chơi như những phần trước nữa. Mình nhớ có cái phần nào mà có con nhỏ lụm dây chai lụm phế liệu, bạn nhỏ đó không có vai trò mà cho vô này giống như là gà của Michael Bay, nhưng mà phần này nhân vật con người có cái vai trò rất là tốt. Đặc biệt là nam chính thì thật sự là không quá đẹp, nhưng mà thí dụ là nam chính mặc tanh top thì từ đầu thì mình sẽ có cảm tình nhiều hơn với bộ phim, còn từ đầu mặc kính quá thì nó không có cảm tình gì nhiều, chỉ có đoạn cuối thì được thôi. Phim có một after credit co op với lại cùng nhà, nói tới đây thôi mọi người tự ra rạp xem ha. Mình nghĩ là nếu bạn là một người thích xem phim hành động giải trí cuối tuần dẫn nhau ra rạp xem, mà hồi nãy trời nhiều người trong rạp người ta vỗ tay dữ lắm. Thì hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem những video review phim chiếu rạp tiếp theo nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye.